Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trần Mạnh Cường, là chủ nhiệm lớp Lương Cường. Cảm ơn chúng ta có lụa vệ trí nó sẽ được phép cũng như được xuống. Sau đây là tình huống khi các bạn đã đó dùng tay túm mặt người tóc và lôi đi. Các bạn chú ý, lúc này tay của đối phương rất mạnh, rất khỏe, nắm đấm túm tập các bạn rất là chắc. Vì vậy nếu như các bạn dùng lực giằng giật lúc này là có thể sẽ làm cho tổn thương da đầu của các bạn. Vì vậy trong tình huống khi các bạn nhá đó túm thật chặt tóc của mình như thế này, ngay lập tức các bạn sẽ phải dùng hai tay của mình túm chặt tay của đối phương áp sát da đầu của mình để tránh tổn thương mái tóc. Sau đó chúng ta dùng một lực đá mạnh bằng chân phải của mình vào hạ bộ đối phương, làm cho đối phương bị đau tổn thương vùng hạ bộ. Sau đó chúng ta có thể tấn công một đòn đá hoặc một đòn lên muốn vào mặt của đối phương, làm cho đối phương tiếp tục bị tổn thương và khống chế đối phương. Một, hai tay giữ chặt tay của đối phương, hạ giả vào đầu. Hai, đá thật mạnh hạ bộ. Ba, lên gối. Bốn, khống chế đối phương xuống mặt đất. Năm, di chuyển lại lên. Ba, lại mạnh lên. Đây là tình huống xử lý khi các bạn bị ai đó dùng tay túm chặt mái tóc từ phía đằng trước và lôi đi. Các bạn chú ý khi đối phương dùng tay và túm chặt mái tóc phía ra, trong tư thế này các bạn phải bình tĩnh, dùng tay phải của mình túm chặt cổ tay của đối phương, dùng tay trái tì vào khớp cổ trỏ của đối phương, sau đó di chuyển chân phải của mình sang hướng phải và đồng thời dùng lực mạnh thì tay của đối phương khống chế được cổ xuống đất. Chúng ta có thể tấn công đối phương làm cho đối phương gục ngã, sau đó chúng ta chạy nhanh di chuyển để đơn có đông người hoặc có người để giúp đỡ các bạn. Một, dùng tay phải túm chặt cổ tay của đối phương. Hai, dùng tay trái đi vào sở thủ trò của đối phương, đồng thời dùng lực mạnh đi vào khớp thủ trò của đối phương, di chuyển về đằng trước và sau đối phương khóa khớp cổ tay. Tiếp tục đá một lực thật mạnh vào mặt đối phương làm cho đối phương gục, sau đó di chuyển chạy nhanh.